Tôi sắp bật mí cho các bạn một điều bất ngờ mà chiếc màn hình siêu cong tôi mới mua có kích thước lên tới 150 inch và độ phân giải 15K, tần số quét là 240Hz. Tổng chi phí bỏ ra là 100 triệu đồng, nhưng đã làm tôi thỏa mãn với những game đua xe, đá bóng, lái máy bay. Và giờ hãy cùng tôi tìm hiểu xem đây là sản phẩm gì nhé. Đầu tiên, chúng tôi giới thiệu tới các bạn là sản phẩm màn hình Samsung 49 inch có mã hiệu là LC49G95T thuộc series gaming cao cấp, mang tên vị vua thần thoại là Odyssey, với màn hình là một sản phẩm siêu cong, phát quang bên ngoài và nổi bật với màu trắng sữa, LED RGB cực đẹp, đổi màu nhiều chế độ như là Rainbow hay là Random để bạn bè có thể đến thăm và trầm trồ, hoặc để màu cố định khi mà bạn thấy hợp phong thủy nhất có thể. Tất cả bạn chỉ việc setting ở nút bên trên màn hình dễ dàng. Các cổng cắm đầy đủ gồm DisplayPort HDMI giúp bạn sở hữu tính năng đặc biệt là PIP, kết nối nhiều nguồn tín hiệu và màn hình cùng lúc, có thể tạo thành các khung riêng biệt cho nhiều tác vụ khác nhau. Cổng USB Hub dưới màn hình để các bạn kết nối với các thiết bị ngoại vi như là chuột, phím dễ dàng. Phẩm Samsung 49 Odyssey này, tần số quét là 240Hz, trang bị sẵn công nghệ Nvidia G-SYNC để tối ưu hóa VGA với màn hình. Sau đây là những phụ kiện cần và đủ như là cáp nguồn màn hình, display case gaming, tay cầm PXN để chuẩn bị mời các bạn trải nghiệm game. Quá trình lắp đặt màn hình 147 inch theo phong cách đảo ngược như một bộ phim danh tiếng 2020 Tenet. Và sau đây là thành phẩm của tôi, là một chiếc màn hình siêu to, siêu khổng lồ, siêu cong 360 độ với màn hình chính là 49 inch, ở giữa bao quát những cảnh chính của game hay khu vực bạn cần tập trung, và xung quanh hai viền là hai chiếc 49 inch khác, tạo nên không gian mở giúp bạn có những trải nghiệm khác biệt với game bóng đá như PES. Thì tôi thêm động lực để chơi nhiệm vụ nhiều hơn, đá giải nhiều hơn, cảm giác hai bên khán đài ủng hộ. Và điều thích nhất là tôi bao quát toàn bộ các sân bóng, nhìn được cầu môn của hai bên cũng như hướng các cầu thủ di chuyển. Với game đua xe như là Need for Speed thì chắc chắn rồi, bạn sẽ được ngồi trên xe và lao ra đường với tốc độ cực đã. Hai bên là những khán giả hô hào qua đường pit cứng. Với những game bắn súng thì bạn cần chọn những game hỗ trợ đội phân giải lên tới 15K và tỷ lệ là 32:9. Nếu không sẽ bị lặp lại trường hợp hình bị bẹp giống như tôi đang đóng vai Doom's Guy trong Doom Eternal. Với nhu cầu làm việc và giải trí thì bạn có thể sử dụng 3 chiếc màn hình riêng biệt cho mỗi tác vụ. Như vậy, ở đây là một màn hình xem giá coin lên xuống để khớp lệnh, một màn hình xem phim chờ giá lên và một màn hình tôi đặt mua tại Alphard. Còn với game chiến thuật như là Total War hay lái máy bay thì cảm giác trải nghiệm hack map vô cùng thú vị. Qua đây, tôi giới thiệu giải pháp màn hình 147 inch bằng cách lắp 3 màn hình 49 inch Samsung Odyssey cùng với một PC. Bạn thấy giải pháp này thế nào? Mời bạn comment để đánh giá cũng như đóng góp ý kiến. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau.